Video test thử bộ động cơ 60V 3000W và điều khiển. Đây là của khách hàng đặt hàng này, điều khiển rất là to nhé. Con điều khiển này thì nó chạy đa năng từ 48V cho đến 60V. Con này là con công suất cao và loại hàng cao cấp nhất hiện tại bên mình có đây. Đây, tổng chiều dài của con điều khiển này là 40 cm các bạn nhé. Chiều rộng của con điều khiển này là 18-19 cm này. Đấy, chiều dài của nó là 40 cm này. Điều khiển rất là to. Đây, thông số của nó đây. Điều khiển này là có cái dòng 100 cho đến 130A. 60V đến 72V. Đây. Từ 100 đến 130A. Có thể điều khiển cho những dòng động cơ từ 2.500W cho đến 3.000W. Điện áp định mức điện áp ngắt là 40,5V, có nghĩa là cái con này nó có khả năng chạy từ 48 cho đến 72V nhé. Đấy, 48 đến 72V nó chạy rất là khỏe. Những cái điều khiển các bạn đánh giá cái độ khỏe và tốt ở cái điều khiển này đó chính là cái dòng điện, cái dòng 100A đến 130A này. Có những cái điều khiển nó 3000W đấy, nhưng mà nó chỉ khoảng 90A thì nó rẻ hơn. Điều khiển càng rẻ thì A càng thấp. Tất nhiên có một số những cái điều khiển thì nó lại ghi A nó ảo, nó không chuẩn. Thì thường thường đánh giá cái điều khiển qua cái độ to và độ nhỏ của điều khiển và cái độ nặng nhẹ của điều khiển. Nếu tháo ra được thì các bạn có thể đếm những con công suất của nó. Và tất nhiên thì đếm công suất thì có những con hàng rẻ và có những hàng đắt, thì cái này nó liên quan đến nhiều yếu tố về kỹ thuật. Nhưng sơ sơ là như thế. Đấy. Con động cơ này thì có loại 72V và loại 60V 3000W. Đây. Con động cơ này rất là nặng này. Chiều dài của con động cơ này là nó khoảng 22 đến 24 cm. Chiều đường kính của nó là 17 cm, rất là to và khỏe. Còn đây là cái căn lưa của nó này, thì một số các bác mua về làm mục đích khác thì mua thêm một cái đầu trục này nữa thì về chế lại này. Đấy thì nó dễ hơn. Đây nó là trục âm này, thì phải có cái trục 16 răng này, cái trục 18 răng này. Cái trục này nó vừa với là cái hộp số 5 tạ luôn nhé. Bác nào mà có ý tưởng về chế vào cái hộp số 5 tạ thì mua cái động cơ này là vừa đẹp này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nhớ đăng ký kênh và like, chia sẻ video cho mình nhé. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Giá cả sản phẩm thì các bạn liên hệ theo số đó.